Xin chào, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh YouTube của mình nha. Hiện tại là đang là 5 giờ sáng và mình đang ở trên nhà ngoại, ở chợ Hóc Môn đó mọi người. Và cả đoàn nhà mình đang chuẩn bị là kéo cả nhà lên trên chỗ nhà của dì Út ở Tà Lọt, Long An. Là cái khu vực đó là cách chợ Hóc Môn khoảng 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi đi xe máy nha mọi người. Bình thường á, là ở nhà mình sẽ thuê xe du lịch để đi nguyên cả đoàn, nhưng mà năm nay thì thôi đi xe máy để mình trải nghiệm ha. 5 giờ sáng thì chợ Hóc Môn đã tấp nập buôn bán rồi mọi người. Thì ở đây cô chú ở đây á, là bán vào khuya 3-4 giờ sáng rồi cơ. Cho nên là coi như là Tết á, là cũng không có sợ là mình thiếu đồ ăn. Hồi xưa thì Tết người ta còn nghỉ, chứ bây giờ trong Tết hay ra Tết, trước Tết sau Tết gì là người ta cũng bán hết trơn à. Mà mình thấy tình hình năm nay á, thì chợ hơi vắng, không có đông người mua. Vì là sáng sớm cho nên là đường rất là vắng ha mọi người. Mà cái con đường này bình thường, nếu như mà trong ngày thường á nha, là sẽ có rất là nhiều xe tải, xe container. Tại vì cái con đường này là cái con đường mà nó có nhiều xe container chở hàng á mọi người. Nhưng mà mình đi là hồi mùng 3 Tết cho nên là không có ai mà chở hàng gì hết, cho nên là đường nó cũng khá là vắng. Cộng thêm cái nữa là mình đi sớm, mình đi từ lúc trời tối mà mọi người nhìn phía sau rồi tới lúc mà mặt trời mọc ở phía sau lưng rồi trời sáng luôn nè, mà vẫn chưa tới đâu hết nha mọi người, vẫn chưa tới đâu hết. Nói chung là rất là xa, một đoạn đường rất là xa mọi người. Cái cảm nhận cái khoảng cách mà từ nhà ngoại mình qua tới nhà dì Út ở Tà Lọt á, là nó xa lắm, nó giống như là cảm giác đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Vũng Tàu luôn á mọi người. Nó gần bằng như vậy luôn rồi đó. Tại vì nhà của dì Út á, là nó nằm ở khu Tà Lọt, mà nó nằm ở ngay sát với lại biên giới Campuchia luôn á. Có nghĩa là mình đang đứng ở bên đây đúng không, cái mình nhìn qua bên kia là mình thấy nhà của bên Campuchia luôn á. Đó, nó sát như vậy luôn á. Hiện tại thì mình đang ở trên cầu Đức Hòa. Và ở đây mọi người thấy xa xa là có mấy cái cần cẩu này kia, là người ta đang khai thác cát đó mọi người. Đó, mình qua khỏi cái cầu này á, là mình sẽ thấy có cái nhiều giống như là gọi là cái chỗ doanh nghiệp này kia, là người ta có ghi là nhà cát, khai thác cát gì đó đó. Đó, nó sẽ rất là nhiều. Sáng sớm thì không khí trong lành, cho nên là đi chơi như kiểu này á, thì rất là mát mẻ, rất là thích. Đi tới đây á, là mình quay video cho mọi người xem á, là mình cũng đã cắt bớt vài đoạn đường ở nhà mọi người, cho nên là mọi người thấy một cái vèo là tới ngay chỗ này là cũng tới gần tới Tà Lọt rồi đó. Và mọi người thấy con đường á, nó vắng quá trời vắng luôn, mà nó sâu, nó dài hun hút luôn. Nhưng mà vẫn chưa nha, vẫn chưa tới cái khu vực biên giới nha mọi người. Ở đây là nó giống như là đang vô cái sâu một tí thôi á. Thì muốn qua tới nhà dì Út á, là phải qua thêm một cái chợ chùm hổm đó. Thì ở đây á, mình vẫn đang ở chợ Bình Hòa Minh gì đó. Đó, mình xa quá mình không có thấy, mình không có quay thấy do bị ngược nắng nữa. Thì cái khu vực ở đây á, là nó cũng còn gọi là đông đúc người. Chợ thì hôm nay mình thấy là vắng que à. Ở đây thì người ta không có buôn bán gì hết trơn á. Con đường á, thì nó dài mà nó cũng hơi hẹp. Một bên là nhà ở, một bên là cánh đồng ruộng người ta trồng lúa. Cứ đi thêm vài chục mét á, thì mình sẽ thấy được có một cái rừng người ta trồng mấy cây tràm á. Đi qua nó cũng rất là mát, rất là đẹp ha. Đây, đi tới đây là gần tới cái chỗ mà biên giới rồi nè mọi người. Mọi người thấy sau lưng mình không? Chỉ là đoàn xe của nhà mình không á, chứ không có ai đâu. Đường siêu vắng luôn á mọi người ơi. Lúc này là tầm khoảng 6-7 giờ rồi. Lúc mà mình xuất phát á, là 5 giờ rưỡi. Thì khi mà đến điểm đích á, là cũng phải tầm 8 giờ.
Đó là tại vì đoàn xe nhà mình á là đi chậm, do là đi đông cho nên là phải đi chậm để chờ nhau á. Có lúc thì lạc nhau, có lúc thì không lạc nhau, nhưng mà kiểu cũng phải đi chậm chậm chậm. Đó, cho nên là mọi người thấy hả, đường ở đây vắng lắm. Mà nhiều khi suy nghĩ hả, trời không biết là nếu mà bể bánh xe hay là bị cái gì ở đây rồi, không biết sao luôn á mọi người. Mà ở đây mọi người thấy là nãy giờ mình quay cái con đường này không có đèn đường ha, cho nên là buổi tối mà đi cái đường này nó hơi bị sợ. Đây là cái khu chợ chậm hở mà hồi nãy mình nói nè mọi người. Có nghĩa là mình qua cái khu chợ này là mình sẽ vô cái khu vực biên giới luôn á mọi người. Cho nên là thường là nếu mà ở xung quanh nhà dì Út á, mà muốn đi chợ thì phải chạy ra tới đây để đi chợ. Nói chung là cũng xa lắm mọi người. Từ đây mà vô nhà dì Út vẫn còn rất là xa luôn á. Thì bây giờ mẹ mình với lại dì Sáu á, là có dừng chân ở đây một tí xíu để mua một tí đồ ăn. Tại vì Sáu á, thì ăn chay cho nên là nói chung là cũng có dặn dì Út là mua giùm nhà ngoại mình là 3 con gà rồi, là để mừng ăn cả đám chung với nhau á mọi người. Nhưng mà Sáu thì phải ăn chay cho nên là muốn mua tí rau tí này tí kia, tại vì nhà ở dì Út cũng không có rau gì hết trơn á, cho nên là sẵn ghé qua chợ thì đi mua luôn đồ để chắc chưa em xào chảo hủ tiếu mì gì đó. Đây mọi người thấy không, cái này là mình đang tua nhanh nữa nha mọi người. Có nghĩa là trời ơi, cái khoảng đường á, từ cái chỗ chợ chậm hổm đó vô nhà dì Út là bắt đầu là mọi người sẽ nhìn qua bên tay trái á, là nhìn qua bên tay phải chứ mình xin lỗi, nhìn qua bên tay phải là mọi người sẽ thấy cái đường biên giới đó. Ở bên đây á, Việt Nam thì chơi đường nhựa, ở bên Campuchia thì người ta là chỉ có đường đất đá đất đỏ vậy thôi đó. Đó là bên đó là Campuchia đó mọi người. Đó, tới đây là mới bắt đầu mình vô cái khu vực biên giới và đi một cái quãng đường rất là xa luôn á. Mình cảm giác là phải đi tới mấy cây luôn á mới tới nhà của dì Út luôn á. Tại vì ngồi hoài đi hoài mà cứ ngồi mãi không có thấy tới nơi. Ở đây thì khu vực ở đây nó vẫn có đèn đường nha mọi người, và đường ở đây rất là đẹp. Nếu như mà ai mà muốn đi phượt, đi thường á nha, mình thấy người dân ở đây mà đi xuống dưới chỗ Tà Lọt này á là toàn là đi câu cá không à. Cho nên là cũng nếu mà mọi người thích câu cá thì mọi người cũng có thể xuống dưới đây rồi mình giống như mình tạo cảm giác là mình vừa đi phượt vừa đi chơi đó. Mình đi xe máy sáng chiều chiều như thế này đó, đứng lại giữa đường chụp hình rất là đẹp. Đây là cái cột mốc biên giới á mọi người, Việt Nam Campuchia. Hồi xưa mình đi thì có thấy nhiều cột mốc hơn, nó to hơn, nó rõ hơn, nhưng mà sau này ở bên Việt Nam mình đó, người ta trồng cây lên nó che hết trơn rồi, cho nên là cũng không có quay được nhiều cho mọi người. Cái mà mình cho mọi người xem là toàn bộ là ở bên phía Campuchia hết á mọi người, cái nhà ở bên đó Campuchia cũng đẹp quá ha. Đó, thoát một cái thôi, quay video rồi mọi người xem là mọi người thấy rất là nhanh là tới đích rồi á. Nhưng mà thật ra hả, mình ngồi suốt mấy tiếng luôn, nó ê đích gì đâu luôn á mọi người, nó ê mong lắm. Nói chung là cũng tới nơi rồi, khỏe quá thôi, tới nhà của dì Út rồi nha. Nhà của dì Út thì xung quanh người dân cũng trồng lúa rồi bán tạp hóa đầy đủ hết, nó không có thiếu gì hết. Nhưng mà nếu mà muốn mua đồ ăn nhiều thì phải ra chợ. Ơi, nhà Tết vui rồi. Vui rồi. Tết vui rồi. Đứng ở đâu? Bà biết tôi là ai không mà ôm dữ vậy? Chị Nhi vậy? Thôi ơi, đừng có đu má ơi. Ngồi edit quá à. Nhà
của dì Út á, thì có một cái khoảng sân vườn rất là rộng ở phía sau và trồng rất là nhiều cây ăn trái nha. Mà mình thấy hình như dì của mình là trồng tùm lum tùm la luôn, kiểu như là thích gì trồng đó chứ không phải là trồng để buôn bán hay gì hết. Thì dì có trồng chanh nè, trồng cà na nè, mận nè, me nè, nói chung là đủ thứ hết đó mọi người. Sabu chê cũng có nữa, nói chung là lâu lâu được vài trái gì á. Và sáng á, thì xung quanh ở nhà dì Út á, là mấy cô chú ở đây cũng có buôn bán nhỏ nhỏ thôi, ví dụ như là có nhà thì bán đồ ăn sáng, có nhà thì cũng bán tạp hóa, bán bánh, bán kem, cũng có đầy đủ hết chứ. Sâu sâu một tí thì cũng có nhà người ta bán thịt gà, thịt heo này kia, nhưng mà cũng hên xui. Thường ở đây á, thì sẽ có cá nhiều hơn, tại vì nó cũng khu vực ở dưới quê, sông nước, cho nên là người ta ở đây người ta đi câu cá rất là nhiều. Như hồi nãy mình nói á, là thường là dân Sài Gòn, dân thành phố á, là về đây là đi câu cá là nhiều. Đó, bây giờ thì sau khi ăn sáng xong á, thì mình là cũng khoảng tầm 9-10 giờ vậy đó rồi. Có nghĩa là cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi mọi người. Về dưới đây á, là về dưới quê là chỉ xác định là giống như là đi nghỉ dưỡng vậy, chỉ có ăn, ngủ, nghỉ, ăn, ngủ, nghỉ thôi, chứ không có làm gì hết trơn á mọi người. Tại vì xung quanh đây cũng không có gì để chơi hết, cũng chỉ là đồng ruộng này kia thôi. Đó, một chia ra hai nhóm người ha. Một nhóm thì ở trong bếp chiên gà, giống như hồi nãy mọi người thấy, chiên gà lăn bột. Đó, tại vì một đoàn của mình theo là cũng có nhiều thành phần người trẻ tuổi và thích ăn gà chiên. Đó, còn Sáu ở đây thì Sáu nướng lòng heo á mọi người. Đó, những cái món ăn này nó ăn rất là ngon, rất là dễ, mà mình thấy người lớn ăn thì cũng có thể là mồi nhậu, mà con nít ăn thì nó cũng thích nữa mọi người. Này là cậu Tư của mình, cậu Tư đang ngồi với Sáu phụ nướng lòng heo. Nói chung là cứ mỗi thứ một ít như vậy ấy, là xong rồi cái làm ra một cái bàn ăn quá là hoành tráng luôn. Như hồi nãy mọi người có nhớ là mình có nói là có mẹ mình có nhờ dì Út mua ba con gà đúng không? Thì có mua thêm mấy cái cánh gà nữa để chiên lăn bột nè, rồi một con á, là nấu gà hấp nước mắm, một con thì để chiều nấu cháo húp húp ăn cho nó ấm bụng. Đó, một người thì làm nước chấm, một người chiên gà, một người nướng lòng heo. Đó, hồi lát nữa là ra một cái bàn tiệc quá là hoành tráng luôn. Mang lại mang vô. Mẹ mẹ còn biết phải xỏ vô cái hộp đó nữa chứ. Chứ không phải là mang cho chơi đâu nha. Trời ơi. Trời ơi, coi kìa. Đẹp quá ha. Mà còn biết phải xỏ vô cái hộp đó nữa. Trời ơi, có cái máy chứ nó đánh vô khuấy cho nó tan quá. Đố bạn biết được. Chấm gà, gà không? Gà này hả? Gà chiên. Gà chiên chấm này hả? Cũng đố bạn biết được luôn. Tự nhiên kêu là nước chấm kêu làm gì á. Chấm gì gà hấp nước mắm gì đó. Ôi cái miếng này dày quá sợ cắt không nổi á. Ừ, để lấy kéo cắt mỏng rồi. Được rồi. Để lấy cái kéo đi cắt tới đầm đi. Nước nó là uống nước gì thôi, mày uống nước trà. Nó không giòn mà nó giòn nó dai. Nó dai. Đâu cái nồi đó là nồi gà hả? Nồi cơm. À nồi cơm hả? Đây
đây là cái cảnh mà mọi người cùng ăn trưa với nhau. Với lại hôm nay là nhà có khách nữa cho nên là cũng nấu hơi nhiều món một tí. Đó, và mình ăn xong là mình cũng leo lên võng mình ngủ tới chiều là mở mắt ra là bắt đầu chuẩn bị đi luộc gà nấu cháo rồi mọi người. Là một nồi cháo nấm, quá trời nấm luôn. Gà thì chân gà thì bỏ vô trong cái nồi cháo. Rồi một cái con gà thì luộc để bóp gỏi, ăn kèm với lại nước mắm. Bây giờ là tầm khoảng 3 giờ rưỡi á, thì nhà mình đang chuẩn bị đi về luôn á mọi người. Tại vì á, nếu như mà nhà mình mà đi xe du lịch á, mướn xe du lịch á, thì nhà mình có thể là thông thả chờ đợi một tí xíu, 4-5 giờ gì về cũng được. Nhưng mà tại vì năm nay á, nhà ngoại mình là đi một cả một đoàn xe máy cho nên là cũng phải ráng tranh thủ về sớm. Do là cái quãng đường từ đây mà về Hóc Môn á, nó cũng cách 2-3 tiếng, mà mình đi trễ quá là tầm hồi tí nữa là trời tối là không có thấy đường đi. Tại vì ở đây có những cái đoạn đường nó không có đèn. Mà ví dụ như con đường mình đang đi đi thì đèn đường là người ta dùng đèn năng lượng mặt trời còn đỡ đỡ. Nhưng mà đi chút xíu nữa là vô cái đoạn đường là nó không có đèn đường luôn. Hai bên chỉ là ruộng, một bên là biên giới, một bên là ruộng á mọi người. Đó cho nên là sợ là đi về trễ quá mọi người cũng hơi lo. Cho nên là tranh thủ về sớm. Vậy mà khi mà tới Sài Gòn là cũng tầm 7-8 giờ mọi người, tầm 7 giờ, đúng, tới nhà mình là tầm 7 giờ. Lúc đi thì không sao nhưng mà lúc về thì có biến nha mọi người. Mình tưởng đâu là hồi nãy mình quay cái video đó, tới đó là kết thúc video rồi, ai dèn đâu là có biến. Do là có công an ganh mọi người ơi, công an canh quá trời luôn. Tưởng đâu ở dưới đây vắng vẻ, người ta không có công an, ai nhèn đâu. Trời ơi, tại vì ở đây cô chú là hồi trưa ăn nhậu quá trời mà, cho nên là độ cồn trong người. Cho nên là đi mà đi từ xa mà nghe nói có công an là bắt đầu. Tự nhiên mọi người dừng xe lại, mọi người chờ, không biết chờ cái gì nữa. Mình bị dừng xe lại á, cái đi lên tới đây là cả đoàn người cũng phải chờ theo. Tại vì út của mình á là vừa có độ cồn nè mà vừa không đội nón bảo hiểm nữa. Đó, cứ phải người này hỗ trợ người kia. Xong rồi sẵn dừng lại mua nước mía uống luôn. Quá trời, tự nhiên đi về là có biến rồi mọi người. Và video gần tới đây là cũng sắp kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem và theo dõi hết video ngày hôm nay. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Và mọi người nhớ đón chờ video tiếp theo. Tại vì video này mới chỉ là mùng 3 Tết năm 2024 thôi. Mình còn một cái video vào mùng 6, mùng 8 Tết nữa. Cho nên là nhớ đón xem nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.